lưỡi câu cá lóc bằng gọng thép lớn. Những cái này đặc biệt là làm bằng cái thép có đường kính khá lớn. Đây là cái nhỏ nhất thì nó cũng đã có đường kính là 1,6 mm. 1,6, 1,8. Đã là 1,8 mm. Cái lưỡi câu bằng đồng díp này thì có đường kính tới 2,1 mm. Chiếc này có kích thước là đường kính là tới 1,8 mm. Đặc biệt cái này thì thân với đầu không bằng nhau, và cái chỗ lớn nhất của nó là ba phẩy tám mm. Là một cái thép quá kinh khủng, nhưng mà cái đầu thì lại chuốt đến cái thân mũi thì chỉ còn có 1 ly. Đấy, đoạn này chỉ còn có 1 ly thôi. Cái lưỡi này cũng là 2 mm, quá kinh, rất khó làm vậy mà cũng làm được một cái đuôi rất đẹp. Đây cũng là một cái đặc biệt, tạo dáng đặc biệt, nó ngắn hơn những cái khác, nhưng nó cũng có thân là một cái thép cho chiều dày là 1,5, và chiều ngang của nó là 2,1 mm. Đấy. Đây là những chiếc lưỡi câu mà có thân gọng rất to, rất cứng, để sưu tầm được, giới thiệu với các bạn đều là cực kỳ đẹp.